Rồi okay, mình qua test one part 1 10 question. Look and read to the correct word and write them on the line. There are one example. Đọc và nhìn ha và bạn chọn cái từ đúng mà viết chúng ở trên cái dòng kẻ chấm 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 này nè các bạn. Có một cái ví dụ cho sẵn. You use this to clean your teeth. Bạn dùng cái này để làm sạch cái răng của bạn thì nó là ở uh, toothbrush là cái bàn chải đánh răng ha. Rồi, mình đầu tiên dặn dò các bạn là các bạn đọc qua mấy cái từ này trước nè, theo chiều kim đồng hồ ha, để mình nhớ cái từ trong đầu chút xíu mình vô mình chọn nó nhanh hơn là khi mà bạn đọc xong bạn mới quay bạn chọn bạn đọc như vậy nó mất thời gian hơn ha các bạn. Uh, toothbrush là bàn chải đánh răng. Uh, toothbrush, a university, trường đại học, a university, an apartment, căn hộ, an apartment a playground sân chơi a playground books là sách books a towel khăn tắm a towel newspapers newspapers tờ báo a tent căn lều a tent cái lều đi cắm trại ha diaries nhật ký diaries comics truyện tranh comics a chemics a chemics, là tiệm thuốc tây postcard bưu thiếp postcard soap bàn uh, cục xà phòng, soap, uh, toilet, toilet, uh, toilet, nhà vệ sinh, uh, school, trường học, uh, school Rồi, mình vô mình đọc và mình chọn từ thôi ha Number one you use this when you want to get dry After washing or swimming Bạn sử dụng cái này khi mà bạn muốn làm khô uh, Sau khi uh, washing hoặc uh, là bơi, washing là rửa mặt ha, hoặc là đi bơi lội. thì mình nhìn qua nãy giờ do mình đọc trước thì có cái chữ towel, uh, towel này là cái khăn tắm, thì giúp mình lau khô thôi. nha các bạn uh, chọn vô ha. rồi sau đó mình làm gì các bạn? đánh dấu tức là mình sẽ uh, đánh dấu để ghi nhớ cái từ này, uh, ghi nhớ cái từ này chút xíu nữa mình sẽ không cần phải, uh, đừng có đọc lại nó nữa vậy đó nó là cái thao tác đó để cho mình đừng có bị sử dụng trùng một từ mà xài hai lần cũng sai ha. This is the place your children go to to study and learn. đây là cái nơi mà những cái à, trẻ em còn trẻ đi đến để học à, nghiên cứu và học. A study thì thuần tí nó về có bàn ghế tức là học hành mà ngồi vô bàn ghế nghiên cứu còn lên thì bạn học bình thường nữa ha các bạn. À, không có cần phải uh, ngồi vô bàn ghế sách vở gì cả như vậy Đây là cái nơi mà những cái đứa trẻ uh, em còn nhỏ còn trẻ đến để học uh, và nghiên cứu như vậy nó là ở uh, school ở uh, school ha huh? Ok tiếp tục a đi kind of home on usually on one floor. Đây là một cái loại nhà và nó thường ở trên một cái floor này là trên một cái tầng chứ không phải là trên một cái sàn. Như vậy nãy là mình thấy chữ an apartment là căn hộ chung cư các bạn thì nó là nằm ở trên một cái tầng là đúng nhất. Rồi, mình chọn an apartment cho câu số 3. Number 4. They usually have a picture on the front. And you try them to your friends and family when you go away from home. Còn những cái này thì nó thường có những một cái bức hình ở mặt trước và bạn viết chúng cho bạn bè và gia đình khi mà bạn đi go away là đi xa khỏi nhà tức là đi du lịch á như vậy mình sẽ viết lên cái gì các bạn bưu thiếp ha ở podcast podcast ở đây là this thì ở đây nó số nhiều podcast ok ở đây là this số ít thì đây là an apartment một căn hộ Bạn để ý số nhiều số ngay chỗ đó ha Number 5 You can buy this every day And they tell you about things which are happening in the world Bạn mua những cái này mỗi ngày Và chúng nó nói cho bạn những cái việc mà nó đang xảy ra ở trên đời này Ở trên thế giới Thì như vậy ở đây nó có tờ báo là mình mua mỗi ngày nè Newspaper <laughs> Mình chọn cho vị trí số 5 Number six, you can use this for cleaning your body when you are having a shower. Bạn dùng cái này để làm sạch sẽ cái cơ thể của bạn khi mà bạn having a shower, tức là tắm vòi sen. Như vậy mình ở đây mình chỉ hồi nãy là cái khăn tắm thì dùng lau khô có nhiều bạn dùng khăn tắm vào vị trí số 6 này nó sai ha ở đây mình chỉ có shop là xà phòng thôi ok thì mình chọn số 6 này là shop number 7 this place is outside and it may have a lot of swing and other game for children đây cái nơi này nè thì ở bên ngoài và nó có thể có rất là nhiều xích đu và những cái trò chơi khác cho trẻ em vậy nó là ở playground sân chơi ở playground Number 8, you can buy medicine and other things at this place. Bạn có thể mua thuốc và những cái thứ khác ở tại nơi này. Mình thấy medicine là thuốc thì phải đi đến tiệm thuốc tây thôi, à, chemist. Number 9, you write in this to help you remember important dates and time. Bạn viết lên những cái này để nó giúp bạn nhớ những cái ngày quan trọng và những cái time, ở à, đây là những cái thời gian hoặc lần, à những cái lần và những cái ngày mà quan trọng. À, time thì danh từ không đếm được đó là giờ thời gian còn danh từ đếm được nó có số nhiều như thế này thì nó là lần ha rồi number 10 these are usually for children and picture have you understand the story in them những cái này thì thường dành cho trẻ em à, và những cái bức hình thì giúp cho bạn hiểu cái câu chuyện ở trong chúng vậy nó là comics ok comics rồi thầy đọc lại lần nữa các bạn nhớ theo và đọc theo ha Example: You use it to clean your teeth. Number one, you use this when you want to get dry after washing or swimming. Number two, this is a place young children go to to study and learn. Number three, this is a kind of home, and it usually on one floor. Number four, they usually have a picture on the front, and you write them to your friend and family when you go away from home. Number five, you can buy this every day, and they tell you about things which are happening in the world. Number six, you can use this for leaning your body when you're having a shower. Number seven, this place is outside, and it may have a lot of swing and other games for children. Number eight, you can buy medicine and other things at this place. Number nine, you try this. To help you remember important dates and time. Number 10. These are usually for children and picture help you understand the story in them. Right? I mean, some part one, huh?